Những dấu ấn của Futsal Việt Nam trong lần thứ 2 dự World Cup. Tuyển Futsal Việt Nam cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu giàu cảm xúc khi cầm hòa Cộng hòa Séc và chỉ thua sát nút Nga, đội đương kim Á quân World Cup. Trong lần thứ 2 liên tiếp dự Futsal World Cup, tuyển Việt Nam một lần nữa đi tới vòng 1/8. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang có trận ra quân khó khăn khi đối đầu Brazil, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử. Futsal Việt Nam thua 1-9 nhưng kịp để lại dấu ấn với pha lập công của Khổng Đình Hùng xuất phát từ tình huống dàn xếp đá phạt. Tuyển Việt Nam dự giải với hạng thứ 44 thế giới, thấp nhất trong các đội ở bảng D. Ở lượt trận thứ 2, Trần Văn Vũ cùng các đồng đội gặp Panama, đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất. Tuyển Việt Nam có chiến thắng kịch tính 3-2 sau pha lập công của Nguyễn Minh Chí, Châu Đoàn Phát và Nguyễn Văn Hiếu. Văn Hiếu ấn định chiến thắng 3-2 sau pha đoạt bóng trong chân của cầu thủ đối phương, đi bóng từ sân nhà vượt qua cả thủ môn Panama. Sau đó, Ana sinh năm 1998 dứt điểm ở góc hẹp. Bàn thắng của Văn Hiếu được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất ở vòng bảng. Anh được FIFA lựa chọn vào top 5 cầu thủ trẻ hay nhất vòng bảng. Sau trận đầu không thể để lại nhiều dấu ấn trước dàn công của Brazil, Hồ Văn Ý đã liên tục tỏa sáng. Anh trở thành người hùng của tuyển Việt Nam với hàng loạt pha cứu thua và được người hâm mộ đặt cho biệt danh người nhện trong khung gỗ. Trước trận cuối vòng bảng gặp Cộng hòa Séc, tuyển Việt Nam được nhận định ít có cơ hội đi tiếp khi buộc phải có điểm trước đối thủ hạng 15 thế giới. Tuy vậy, các cầu thủ áo đỏ thi đấu đầy quyết tâm, gây khó dễ cho đội bóng đến từ châu Âu. Châu Đoàn Phát còn giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0 ở phút thứ 35 sau pha cướp bóng ở giữa sân trước khi dứt điểm quyết đoán ghi bàn. Tuyển Việt Nam không bảo toàn được chiến thắng khi bị gỡ hòa phút 36. Dù vậy, kết quả hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc cũng giúp đội bóng áo đỏ lần thứ 2 liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Ở vòng 1/8, tuyển Việt Nam chạm trán Nga, đối thủ chúng ta từng thua 0-7 cách đây 5 năm. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không thể dẫn dắt đội do nhiễm Covid, nhưng các cầu thủ đã cống hiến trận đấu hấp dẫn, khiến đội đương kim Á quân mướt mồ hôi. Tuyển Nga vẫn kiểm soát thế trận, nhưng chơi vất vả mới có thể ghi bàn ở các phút 11-18. Trong phút cuối hiệp 1, Nguyễn Đắc Huy bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu cận thành. Tuyển thủ số 9 đã phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu khi dính chấn thương trong buổi tập, nhưng anh vẫn có bàn thắng để đời vào lưới của tuyển Nga. Sau khi bị dẫn 3-1, tuyển Việt Nam chơi Broadway. Thành quả đến với các tuyển thủ áo đỏ khi Phạm Đức Hòa chấp cơ hội sút bóng trực diện khung thành đem về bàn thắng thứ 2 ở phút 39. Tuyển Nga vất vả phòng ngự để bảo toàn tỷ số 3-2 cho đến hết trận. Tuyển Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu rời giải dù dừng bước ở vòng 1/8. Tuyển thủ Nga Ivan Milovano dành lời khen cho Việt Nam. Tất cả đội bóng đều tiến bộ qua từng năm và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Họ không chịu buông bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng ở trận đấu này. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn.